Giờ anh em mình lên trèo lên trên cái bãi cát trên để thả nhé. Đi về trên này đấy, các bạn nhìn thấy các cái cỏ nó khô hết rồi. Cái bãi này thả diều hơi đẹp luôn đấy. Ừ, đây toàn cát đấy. Cát này thì không sợ ra cháo rồi. Đến người là bên trong thì... Đây gọi là cái bãi cát đấy, bãi cát sông Hồng đấy các bạn. Bình thường Nga là các cái ô tô nó hay vào đây lắm. Nó hay vào đây để lấy cát. Trèo nhanh đấy. Trèo nhanh đấy. Ôi ôi. Lên. Nghèo à. Trèo đây hơi vất vả. Ai già. Rộng nhá. Các bạn nhìn chưa? Bãi này cực kỳ cao luôn. Con gió ở đây thì tuyệt vời, không còn gì để nói luôn rồi. Chắc cái bãi này lần sau anh em mình lại ra đây test tiếp vậy. Phải hiếm có ở cái bãi test diều nó rộng này lắm. Nhưng mà hôm nay có một cái điều nó hơi ghê ghê. Vì gió hôm nay nó thổi ra ngoài sông. Nó ra hướng sông. Hôm nay mà có vấn đề gì nè. Có vấn đề gì nè anh em mình nó ra. Ra sông mò diều. Cái bãi này được cái nó cao xuống. Mà ông giỏi đấy, ra ngoài này chui được cái bãi này cũng giỏi phết nhỉ. Ấy là bây giờ có cái chỗ để đồ ngon phết nhỉ. Để đồ ngon phết thôi. Ở trên này yên tĩnh. Đấy, giờ này tít chạy tít đằng kia kìa các bạn kìa. Các bạn nhớ vào ủng hộ kênh nhá, cho anh em mình nhá. Video này là anh em mình cũng anh em nào cần thì cứ liên hệ mua diều inbox cho mình nhá. Sau đây tí nữa thì mình sẽ để cái đường link Facebook với cả số điện thoại của em mình ở dưới mô tả ấy. Thì bạn nào mà có nhu cầu mà đặt diều, đặt gì sáo hay gì đấy thì cứ inbox cho bạn ấy nhá. Tại vì gió tầm này gió nó cũng hơi to rồi. Liệu được không? Liệu đứng được không? Anh nghĩ chắc hơi khó. Lên không? Lên không? Lên không? Đấy, em mình nó tự giật lên thôi. Không lên được rồi. Pha này là hơi khó rồi. Xịt rồi. Lại đi em. Máy chui ở đây làm gì đấy? Ấy da. À, định chui ở đây để gì bắt kiến gì? Anh biết rồi nhá. Đi ra đây. Đi ra. Oh. Sao ấy? pha lại là đi sao. Mày quá, không được gì. Không việc gì. Đi sao rồi chết. Không sao,
không có gió. Ừ, hôm nay không có gió rồi. Thả chiều không? Thả sáu. Ừ, thả sáu thôi. Cánh chiều bây giờ nó bỏ thẳng hết ra rồi đấy, không còn cái kéo cong để cho làm gió. Đấy, lên luôn đấy. Gió này phải tùy hôm đấy, hôm nay thực ra là hôm nay gió nó cũng bé, không to nhỉ. 5. Đúng không? 5 nó to. Ừ. Đây sang giờ có 102 này, chưa ai có đâu. Bãi đẹp. Ra đây chụp mới. Rồi vươn lên. Người này toàn cỏ này, toàn các cái cỏ danh nó. Em khác gì đó. Người nó toàn cỏ danh đâm mà. Ôi chết 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 chết. Ra không? Ra. Thôi xong, rồi. Thôi, rồi rồi. Video của anh em mình đến đây là kết thúc rồi. Hôm nay không có gió đâu. Hẹn gặp lại anh em tại một hôm nào gió nó thật to. Anh em mình ra test lại. Nếu các bạn thấy video hay hãy cho mình xin một đăng ký và một like chia sẻ kênh nhé. Sau này hứa hẹn anh em một video cả con này cả con 3 mét rưỡi chưa. Nếu anh em thấy video hay hãy cho mình xin một đăng ký, một like và một chia sẻ video để giúp anh em mình có thêm động lực để làm các video tiếp theo cho mọi người xem. Thôi video này đến đây là kết thúc thôi. Tạm biệt các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Em ơi, chào mọi người nào. Chào mọi người nhá. Bye.